Xin chào, rất vui được gặp lại các cô gái của Livan Sport. Tuần vừa rồi của các bạn như thế nào? Mình Thúy nhận được khá nhiều những câu hỏi cũng như là những yêu cầu về việc thực hiện một video clip hướng dẫn các bài tập về tập bụng. Thực ra thì Minh Thúy cũng rất thích chủ đề này. Bởi vì sao ạ? Sở hữu vòng eo con kiến luôn là niềm mơ ước của tất cả các cô gái đúng không nào? Trong video ngày hôm nay thì các bài tập Minh Thúy đã tham khảo từ một huấn luyện viên tên là Kayla, một trong những ngôi sao nổi tiếng trên Instagram về việc thay đổi vóc dáng, thay đổi hình thể cũng như là việc làm sao để có thể sở hữu được vòng eo con kiến. Các bạn hãy lưu ý là mỗi động tác trong bài tập ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hiện trong 15 lần để có thể đảm bảo được hiệu quả tốt nhất. Và các bạn cũng nên duy trì về tập luyện thường xuyên để có thể duy trì được sức khỏe, vóc dáng cũng như là vòng eo con kiến các bạn nhé. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng tập luyện cùng Minh Thúy nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng động tác cong chân. Thực hiện động tác này vô cùng đơn giản. Các bạn hãy làm theo mình nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ nằm ngửa xuống sàn. Kèm với đó là hai tay cầm hai tạ nhỏ, chân duỗi thẳng và tay thì đặt phía trên đầu. Sau đó các bạn dùng trọng lực để nâng chân lên sao cho sát với ngực, đồng thời nâng đầu lên khỏi mặt đất, tay đẩy về phía chân. Cuối cùng chúng ta đưa tay, chân về vị trí ban đầu và lặp lại động tác. Động tác thứ hai có tên là đạp xe. Nghe tên gọi các bạn đã hình dung ra tư thế chủ đạo mà mình phải làm chưa nhỉ? Cũng không quá khó để thực hiện động tác này đâu ạ. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải giữ được độ căng và dứt khoát khi thực hiện động tác này nhé. Ở bài tập này chúng ta vẫn tiếp tục nằm ngửa, hai chân duỗi dài và tay đặt sau đầu. Sau đó chúng ta từ từ đưa chân trái lên trên hướng về phía thân trên, đầu và vai đồng thời nâng lên khỏi sàn. Nghiêng thân trên về phía bên trái, sao cho khuỷu tay phải chạm đầu gối chân trái. Các bạn hãy lưu ý là vặn thắt lưng một chút. Cuối cùng chúng ta đổi chân và vặn mình sang phía bên kia, đều khuỷu tay trái chạm đầu gối chân phải. Chúng ta sẽ tiếp tục với động tác thứ 3 có tên gọi là nâng chân thẳng. Với động tác này chúng ta sẽ nằm ngửa với hai chân duỗi dài, hai chân sát nhau. Đặt hai cánh tay dọc bên thân, lòng bàn tay úp xuống sàn, giữ chân của bạn càng thẳng càng tốt và nâng thẳng lên trên trần nhà, sao cho phần hông cũng nâng lên khỏi mặt đất. Và cuối cùng là giữ chắc cột sống và hạ chân xuống, sau đó lại tiếp tục nâng lên như vậy. Các bạn thấy ba động tác vừa rồi thế nào? Rất đơn giản và thực hiện đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn động tác thứ tư có tên là leo núi. Để bắt đầu động tác này, chúng ta sẽ thực hiện tư thế tấm ván, hai tay và các ngón chân chống xuống sàn và các ngón tay hướng lên phía trước. Uốn cong đầu gối trái và đưa về phía trước và hướng sang khuỷu tay phải. Và sau đó, quay trở lại vị trí bắt đầu và lặp lại ở phía đối diện. Lần này uốn đầu gối phải và đưa nó ra về phía khuỷu tay trái của bạn. Và bài tập này sẽ kết thúc bằng động tác nhảy. Chúng ta sẽ lại thực hiện tư thế tấm ván, nhảy cả hai chân về phía trước sao cho đầu gối cong và hai chân tách ra đặt về phía sau cổ tay. Sau đó giữ nguyên lòng bàn tay trên sàn, nhảy cả hai chân trở lại vị trí bắt đầu và cuối cùng là kết thúc một lần nhảy. Các bài tập ngày hôm nay thế nào ạ? Rất đơn giản và dễ thực hiện đúng không nào? Các bạn đừng quên hãy duy trì 5 phút mỗi ngày và thực hiện mỗi động tác 15 lần nhé. Và đừng quên thiết lập cho mình một chế độ dinh dưỡng hợp lý, hạn chế đường, tinh bột cũng như là chất béo trong thực đơn của mình nhé. Chúc các cô gái của Livan Sport sớm chạm đến vòng eo mơ ước. Xin chào và hẹn gặp lại.